Rồi bữa nay em về được cái mớ ớt chống sốc nè, có đủ dòng từ để coi số S lớp nè, 7 lớp nè, XS, XMAX, XR nè, 11 Pro Max, 11 Pro, 11 thường nè, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max. Thì cái ớt này nó khác cái gì so với ớt Maxell? Thì ớt Maxell được cái là có một cái viền 500 ở đây nè, anh em sẽ thấy những cái đen đen á, là cái 500 nó nằm ở trong á, để hít lưng. Anh em mà xài sạc không dây á, đó thì hít cái lưng này vô thì có ớt Maxell cũng ok. Mà cái góc của cái ớt Maxell này sẽ không có dày như ớt chống sốc. Nè, anh em thấy không? Nè, cái góc của cái ớt Maxell nó không có dày như ớt chống sốc. Còn cái ớt này em nhập thì em tặng cho khách á. Đó, để em hay tặng khách á thì này là rớt nó ok. Rớt là nó bao á, kiểu là bao rớt á. Đó, nó dày cui cái ớt lên. Đó. Giống như em chơi bóng mùa dục á, hai bên cầu dai có hai cục này nè, rớt xuống thì cũng đỡ. Rồi, cái ớt chống sốc này thì bữa nay em sale là 10.000 cái. Còn anh em mà chơi lớn á, lấy số lượng trên 1.000 cái em sale còn nửa giá luôn. Ok không? Hay nè. Ớt chống sốc nha, bữa nay em sale là 10.000 một cái. Anh em xài thì anh em mua, em nghĩ là anh em nên mua lần 5 cái đi. Tại cái ớt này cũng ngố, chứ phải không ngố. Anh em xài tầm khoảng 1 tháng 2 tháng là nó ố, 1 tháng 2 tháng là ố. Mua 5 cái xài 1 năm cũng ok. Có đủ ớt dòng nha. Anh em xài 7 lớp, 6S, 6 lớp em vẫn có nha. Tại em nhập về số lượng mà. Đó, rất cái bợp cái em nghĩ. Thì em hồi đó em có làm, em xài ớt chống sốc rồi nè. Em ngồi trên cái gác á, em rớt khoảng 3 mét xuống vẫn không để là một vết nào. Không để là một vết cứng trên vỏ nào. Thì cái chính sách bảo hành bên em á, là bảo hành 1 năm mỗi đó một tất cả là phần cứng. Với điều kiện anh em không bị cứng móp nặng. Nếu là cứng móp nhẹ nhẹ, trầy xước nhẹ nhẹ ok vẫn bảo hành. Chứ em chả điên mà đi chạy có bít chút tí ti mà em từ chối bảo hành. Khách nó vả vào mồm cho, em không có làm kiểu đó được. Em nên nhớ nha, mình làm ăn bảo hành, cái công ty nó làm ra không phải là có máy như là cái trứng. Mà rất nhẹ cái chạy nhẹ cái nó hư. Em bảo hành là hơi cứng móp tí xíu, trầy sơ sơ em vẫn bảo hành. Còn anh em mà cứng móp nặng á thì nó không bảo hành được. Thật ra nếu mà anh em xài những cái ớt này thì em nói thiệt luôn, rớt em đã từng rớt 3 mét xuống rồi mà nó không để lại vết trên vỏ thì em vẫn bảo hành cho anh em bình thường. Anh em có rớt 20 phát rồi cái thành cam nó đập vô camera, anh em để chạy Grab mà cái camera nó rung, nó đập thành cam hư cam rung, em vẫn đổi máy mới cho anh em. Anh em cứ yên tâm chị đó, anh em cứ xài. Ớt này em bán là 10.000 nha. Còn anh em mua 5 cái thì cũng 10.000 cái. Còn anh em mua trên ví dụ 500 cái, 1.000 cái anh em cửa hàng á, em giảm nửa giá luôn. Rồi, thế nha.